Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam nghĩa là gì? Vì sao? Nguồn tin từ Facebook Matthew N. Trương. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong suốt dòng sử Việt tự chủ, đây là giai đoạn mở rộng lãnh thổ nhất với diện tích 575.000 km vuông gấp 1,7 lần so với diện tích Việt Nam ngày xưa. Kinh đô Huế rõ ràng dưới thời Hoàng đế Minh Mạng, quyền lực phủ luôn là ai lao và cao miên, sát nhập gần như toàn bộ cao miên và đại nam, đổi tên cao miên thành Trấn Tây Thành, sát nhập vùng sầm nứa, Trấn Ninh, Cam Môn và Stavangnaket của Ai Lao trở thành lãnh thổ thuộc Đại Nam. Không phải như sau này, Trường Sơn Đông thuộc Việt Nam còn Trường Sơn Tây nằm bên Lào, mà lúc bấy giờ cả Đông lẫn Tây của dãy Trường Sơn đều thuộc chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn, tạo thành hệ thống phòng vệ chiến lược vững vàng hơn. Vùng cao nguyên miền Trung, Nam bàn hưởng chế độ tự trị, hàng năm triều cống cho triều đình Huế. Lãnh thổ mở rộng vào năm 1835, sau đó hoàng đế Minh Mạng chính thức đặt tên nước là Đại Nam năm 1839 chúng ta thấy điều gì một đại nam nghĩa là một nước nam hùng mạnh vua minh mạng và nhà nguyễn là sự kế tục công trạng phát triển của tiền nhân là các chúa nguyễn các chúa nguyễn tạo dựng một miền nam nam hà tức là nam sông danh được gọi là đàng trong mở cõi dần cho hết duyên hải miền trung và mở cõi cho đến mũi cà mau trong khi đó triều đình thăng long ở miền bắc Bắc Hà gọi là đàng ngoài, chăm bẫm phát triển mưu đồ tranh đoạt quyền lực. Ngay cái lõm ở Tây Bắc cũng nằm bên ngoài lãnh thổ. Mãi đến thời người Pháp cai trị thì lõm Tây Bắc mới sáp nhập vào Việt Nam. 2. Đại Nam Nghĩa là viễn kiến và trọng tâm phát triển quốc gia nằm ở phía Nam. Hoàng đế Gia Long khi lập nên nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách bang giao với quốc tế, khu vực và châu lục khác thay vì chọn trung tâm là Trung Hoa như triều đình Thăng Long của Lê Chiêu Thống chỉ biết vâng phục tàu. Hoàng đế minh mạng trong giai đoạn đầu tiếp tục chính sách đó của tiên đế tạo nên sức mạnh cho nước Nam. 3. Tuy nhiên, tiếc thay là vua minh mạng không đủ hùng lực để theo đuổi chính sách thân Tây Phương tức là thế giới trong bối cảnh địa chính trị thời bấy giờ. Và cũng bởi triều đình sau này không còn chú trọng phát triển phía Nam như trước thành thử và thế lực quốc gia không còn rõ ràng như lúc đổi quốc hiệu là Đại Nam. Tiếp theo sau là vua Tiệu Trị, vua tự đức, đẩy mạnh bế quan tỏa cảng, khiến cho thế và lực của quốc gia suy giảm. Suy giảm so với ai? Không suy giảm nếu so với triều chính Thăng Long cổ hủ trước kia, mà là suy giảm so với chính tiền nhân là các chúa Nguyễn. Như dưới thời chúa Nguyễn Phước Tần, Hiền Vương, đánh tan thủy binh Hà Lan, Đánh dấu lần đầu tiên có một quốc gia ở Đông Nam Á đánh thắng thủy binh tân tiến của châu Âu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung đổi tên nước Việt thành Đại Nam nghĩa là gì, vì sao? Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.